Và chúng ta thường nhìn thấy nhiều điều tệ ở những người thân nhất, bởi vì cái người thân, cái người bạn đời đó ở gần mình nhiều nhất. Và vì ở gần mình nhiều nhất á, nên đôi khi giống mình nhiều nhất. Những người làm tài chính hay chạy theo tự do tài chính, thu nhập thụ động, mà đôi khi họ không biết được rằng tự do tài chính đích thực là bớt mắc kẹt vào tiền, là sống biết đủ. Những người yêu nhau hay tìm kiếm sự hạnh phúc của nhau, nhưng đôi khi không biết được rằng khi chúng ta để cho người ấy tự do là khi chúng ta cũng để cho chúng ta được tự do. Khi chúng ta còn kiểm soát người đó là chúng ta đang lấy mất sự tự do của chính ta. Khi chúng ta còn đang không tha thứ được cho người đó là lúc đó chúng ta đang lấy mất sự tự do của chính ta. Mà tại sao chúng ta không tha thứ được? Bởi vì chúng ta thấy cái kẻ đó tệ hại lắm, là rác thôi, không có chút nào thơm hết á. Ngày xưa mình đã từng thấy thơm đó, nhưng bây giờ mình thấy toàn rác thôi. Và để rồi à, mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng đôi khi mình quên mất rằng ai cũng sai lầm hết. Nếu như chúng ta vin vào sai lầm của người khác để dằn vặt chính mình, đấy có phải là một điều rất tệ không? Bao nhiêu bạn thấy đó là điều rất tệ. Nhưng tại sao chúng ta lại cứ hay như thế? Chúng ta bảo mình tốt mà, người khác sai mà. Vậy tại sao người khác sai, mình lại vin vào sai lầm của họ để dằn vặt mình vậy? Ai mà chẳng sai lầm? Ai mà chẳng có đôi lần vấp ngã? Mình cũng thế mà. Có một nhóm người đầu tiên trên cuộc đời này, nếu xét về góc độ sai lầm, đó là không bao giờ sai. Nhưng cái nhóm này không phải mình. Nhóm này là thánh thôi, không phải chúng ta. Nhóm thứ hai, đó là sai nhưng không bao giờ biết sửa. Nhóm thứ ba, không biết sai để mà sửa. Và nhóm cuối cùng, biết sai để mà sửa. Thì liệu đó có phải là chúng ta hay không? Ở trong lớp học này có vợ chồng của bạn Phong. Bạn Phong đã từng làm việc ở trong trung tâm điều trị nghiện ma túy. Và trong năm ngoái thì bạn Phong có kết nối cho Tuệ An về cái trung tâm cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai để làm chương trình yêu thương và tự chữa lành cho các phạm nhân ở đó. Và đó sẽ là một trong những lớp học đặc biệt nhất mà Tuệ An từng được tham gia và chia sẻ. Khi mà 500 anh em thì cứ ngồi đây, còn đâu một ekip cán bộ đứng vòng quanh để bảo vệ xem là có anh em nào phản kháng không. Nhưng mà cái buổi sáng ngày đầu tiên, nửa buổi sáng thì anh em có vẻ chưa quen lắm. Nhưng đến cái buổi nửa buổi sáng và đến buổi chiều hôm đó thì anh em đã rất quen với Tuệ An rồi. Và khi mà kết thúc cái buổi chia sẻ đó, Tuệ An đã nhìn thấy một vài giọt nước mắt, Tuệ An đã thấy những tiếng cười. Và có rất nhiều người khi mà Tuệ An tặng sách cho họ, và họ nói với Tuệ An rằng em hẹn gặp chị Tuệ An ở ngoài kia. Nhưng mà có rất nhiều người ở ngoài kia rồi lại vào nữa. Tại vì chúng ta không chấp nhận sự thay đổi của họ ấy, nên chúng ta lại dồn họ vào bước đường cùng một lần nữa. Họ thấy thôi thà họ bị vào đây còn hơn là họ phải sống và kỳ thị ở ngoài kia. Và chúng ta có đang kỳ thị một vài người thân của mình như thế? Chúng ta nhìn thấy những điểm xấu của họ. Ngày xưa chúng ta yêu nhau, chúng ta đến với nhau vì ưu điểm của nhau, để rồi chúng ta chia tay nhau, ghét nhau, chán nhau vì rác của nhau. Mà chúng ta có công bằng hay không? Chúng ta có đang công bằng với mình, với họ và với mối quan hệ đó hay không? Và bây giờ chúng ta cùng hát một bài hát nhé. Đó là bài Thương cây dù, để chúng ta xem là chúng ta có công bằng với người khác không? Sống trên đời ai ai cũng lầm lỗi, cũng vụng về, dại dột ít hay nhiều.
Lời của nó có ở trong sổ của các bạn. Đừng ôm ấp khung trời riêng nhỏ bé, để lòng ta rộng rãi không vấn vương. Một trong những lý do mình quá đau đi là bởi vì mình quá tập trung vào nỗi đau đó. Mình ôm ấp cái khung trời nhỏ bé đó của mình, nhưng nếu mình buông được nó, mình sẽ thấy mình rộng rãi không vấn vương gì hết. Bất kể mọi điều gì tồn tại trong cuộc đời này, nó đều có hai mặt. Bàn tay của chúng ta có mặt trong và mặt ngoài. Có buổi sáng sẽ có buổi tối, có ban ngày sẽ có ban đêm. Đen trắng, âm dương, trên dưới trái phải. Một con người sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, sẽ có tốt và xấu. Vấn đề là chúng ta có yêu được cả tốt và xấu của họ hay không? Chúng ta đừng đòi hỏi một người hoàn hảo, tại vì sẽ không có một người hoàn hảo để làm bạn đời của chúng ta, để làm cộng sự của chúng ta, để làm bạn đồng hành của chúng ta. Tại vì chúng ta nhìn lại mình đã hoàn hảo hay chưa? Hay thấy mình vẫn còn đầy rác mà mình cứ bắt người ta phải là hoa? Còn nếu như bạn đang nhìn người ta là rác ấy, thì mình còn tệ hơn cả rác nữa. Tại vì mọi thứ bên trong mình ấy, nó sẽ phản ánh ra bên ngoài. Nếu như mình nhìn thấy một điều gì đó từ cái người bên ngoài đó, thì người đó sẽ phản ánh một phần ở trong mình. Và chúng ta thường nhìn thấy nhiều điều tệ ở những người thân nhất, bởi vì cái người thân, cái người bạn đời đó ở gần mình nhiều nhất. Và vì ở gần mình nhiều nhất á, nên đôi khi giống mình nhiều nhất. Các bạn thử mà xem. Và mình thấy ghét họ bởi vì mình cũng không chấp nhận được cái điều đó ở bên trong mình. Thế nên bây giờ, thôi, rác và hoa là một, chẳng thương riêng. Khi trong tim ta có chút tình thương, là đã có hành trang để lên đường. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như bạn đang băn khoăn xem mình nên dừng lại hay tiếp tục ở mối quan hệ đó, không cần hỏi người khác đâu. Bạn biết bạn đi hỏi người khác chuyện gì sẽ đến không? Người ta sẽ bảo bỏ ngay đi. Tại sao mày có thể chịu được nó bao nhiêu lâu nay? Tại vì khi mình kể với một đối phương á, thì mình sẽ thường chọn cái đối tượng thương mình. Bạn thân này, mẹ này, bố này, chị này. Và khi mình kể về người khác, mình sẽ có xu hướng kể xấu cho họ và kể tốt cho mình, hoặc là ít xấu cho mình chút chút. Thế nên là cái đối phương mà nghe thấy á, cộng với cái tình thương sẵn có của họ cho mình á, sẽ bảo thôi bỏ luôn đi. Tại sao có thể sống được với cái người chồng như thế, với cái người vợ như thế? Nhưng tại vì chúng ta quên mất rằng mình đâu có kể những điều họ đã làm cho mình, những điều mình biết ơn ở họ. Mình thử kể mà xem là đối phương có bảo mình bỏ hay không. Nên nếu chúng ta muốn đi tiếp hay chấm dứt với một mối quan hệ, chỉ cần tĩnh lặng mà nhìn xem bạn còn thương người đó hay không. Bảo hết thương rồi, có một số bạn viết ở trong giấy cho Tội An này, không còn tình yêu nữa rồi, bây giờ làm thế nào? Thế không còn yêu thì còn nghĩa không? Không còn tình thì chúng ta còn nghĩa hay không? Nghĩa là cái gì? Nghĩa là những cái ân tình chúng ta trao tặng cho nhau, là những cái trách nhiệm chúng ta có với nhau, là những thứ mà nó là tình thân á, chứ nó không phải là tình yêu nữa. Chúng ta còn nghĩa không? Chứ nếu tình hết mà nghĩa cũng hết luôn thì thôi, say goodbye. Nhưng mà nếu chúng ta còn tình mà hết nghĩa thì cái này khó, tại vì còn tình sẽ còn nghĩa. Nhưng nếu hết tình rồi á, nhưng mà còn nghĩa, thì tình có thể vun bồi lại, tình yêu có thể lấy lại, chúng ta có thể lấp đầy nó, bắt đầu từ chính mình. Ekip có thể giảm điều hòa xuống một chút nữa được không? Tại các anh chị và các bạn ngồi trên này khá là nóng. Xem là nhiệt độ đang để bao nhiêu nha. Hết tình thì còn nghĩa. Anh ngã thì em nâng, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, thấy em bé ngã phải người lớn cơ. Nhưng mà chúng ta đâu còn là em bé, chúng ta chưa ngã thì đừng bắt người ta nâng đi. Mà chúng ta ngã rồi mà chúng ta có thể đứng dậy được thì mình tự đứng đi.
đừng có bắt người ta nâng hoài, người ta nâng hoài người ta cũng mệt lắm. Tại vì mình nặng rồi, mình đâu có nhẹ như là em bé nữa đâu. Và đến lúc đó rồi ạ, chúng ta sẽ có thể nâng đỡ được cho nhau rất nhiều điều. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An. Bạn ạ, Tuệ An chỉ muốn chia sẻ với bạn một điều rằng trong cuộc sống này á, chúng ta sẽ luôn luôn có những khó khăn và có những nghịch cảnh sẽ đến. Nhưng những khó khăn và nghịch cảnh đó chỉ làm cho chúng ta lớn hơn mà thôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta xuôi thuận mãi mà chẳng có bao giờ gặp khó khăn? Bởi vì nội lực của chúng ta chỉ được vun bồi trong khó khăn khi chúng ta dám đối mặt và vượt qua được khó khăn đó. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mình có nội lực đủ vững vàng, vững mạnh để chúng ta có thể đối đầu lại với mọi khó khăn trong cuộc sống. Và nội lực sẽ đến từ đâu? Nội lực lớn nhất nó sẽ đến từ lòng biết ơn của bạn với chính bạn, với những mối quan hệ xung quanh, với cuộc đời này. Nó sẽ đến từ tình yêu thương của chính bạn với chính mình và những người khác. Và nội lực vững mạnh cũng sẽ là việc bạn có thể làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được mọi hành động và lời nói của mình mà không bị chạy theo ngoại cảnh. Nhưng để có được nội lực như vậy, chúng ta cần phải có thời gian để rèn luyện với nhau. Và đó chính là lý do tại sao Tuệ An lại sáng tác ra bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc, gồm 90 ngày đồng hành liên tục với bạn để bạn có thể thực hành biết ơn, yêu thương vô điều kiện và làm chủ cảm xúc. Hãy cùng Tuệ An rèn luyện trong 90 ngày nhé. Và chắc chắn bạn sẽ có nội lực cực kỳ vững mạnh để bạn có thể vượt qua được mọi sóng gió trong cuộc đời này. Nếu như bạn muốn đặt bộ sách, hãy để lại số điện thoại phía dưới comment hoặc ấn vào đường link ở phần mô tả để biết thêm thông tin và có thể đăng ký nhé. Và Tuệ An vô cùng biết ơn bạn và mong muốn được đồng hành cùng bạn trong những video tiếp theo hoặc cùng với bạn rèn luyện mỗi ngày trong bộ sách Chinh Phục Hạnh Phúc.